Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi cảng hàng không quốc tế Nội Bài về kiểm tra, giám sát và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa trường hợp cá thể khỉ xâm nhập vào khu bay. Theo đó, trong các ngày 14 và 18 tháng 2, tại khu vực gồm bốt an ninh V1, hàng rào an ninh khu bay của sân bay Nội Bài xuất hiện cá thể khỉ màu vàng. Việc này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn khai thác tại sân bay Nội Bài trong trường hợp cá thể khỉ xâm nhập vào khu bay. Để đảm bảo an toàn khai thác tại sân bay Nội Bài, nhà chức trách hàng không yêu cầu cảng hàng không Nội Bài thường xuyên giám sát qua hệ thống camera, đồng thời tăng cường kiểm tra trực tiếp khu vực xuất hiện cá thể khỉ tại khu vực bốt gác V1 hàng rào an ninh khu bay. Cạnh đó, sân bay phải khẩn trương có phương án xua đuổi, tác động nhằm ngăn ngừa khả năng xâm nhập khu bay sân Nội Bài của cá thể khỉ nói riêng và các động vật hoang dã nói chung. Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã có văn bản đề nghị Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc cấp có biện pháp kiểm tra, ra soát và phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Bắc, sân bay Nội Bài xử lý triệt để tình trạng cá thể khỉ xuất hiện tại khu vực hàng rào sân bay Nội Bài. Trước đây, khu bay từng có chó của người dân xung quanh nuôi lọt vào gây nguy cơ mất an toàn. Sân bay Nội Bài đã lập hàng rào an ninh xung quanh khu bay để ngăn chặn động vật xâm nhập.